Hãy để Thượng Đế điều hành vũ trụ. Dấn. Trong một cuốn băng của sư phụ, con nghe nói về ông Emerson, một triết gia người Mỹ. Ông nói rằng đạt được quả vị Phật ở thế giới này rất khó. Không biết điều này có ngược với những gì sư phụ dạy không? Sư phụ, không. Dấn. Rồi sư phụ nói hãy để Thượng Đế làm, và hãy để Thượng Đế làm mọi việc cho chúng ta, qua chúng ta. Xin Ngài chỉ dẫn thêm. Sư phụ, ông ta nói khó chứ không phải là không thể được. Đến với Thượng Đế dĩ nhiên là khó, vì vậy chúng ta mới cần sự hướng đạo của một vị minh sư và sức gia trì từ Ngài. Sau đó chúng ta nên để Thượng Đế dẫn dắt và gia trì cho chúng ta, làm mọi việc qua chúng ta thay vì chúng ta làm với cái ngã. Những gì tôi nói là đúng, không có mâu thuẫn, chỉ vì quý vị hiểu khác đó thôi. Ông Emerson nói, gánh nặng sẽ rơi khỏi đôi vai nếu chúng ta để Thượng Đế điều hành vũ trụ. Đa số chúng ta ai cũng điều hành vũ trụ. Chúng ta lo lắng điều này, chăm sóc việc kia mà không dựa vào lực lượng Thượng Đế. Vì vậy, chúng ta làm hết hơi hết sức mà không thành công gì bao nhiêu. Thành ra, nếu chúng ta làm hết khả năng mình và để Thượng Đế lo liệu phần kết quả, bất cứ kết quả ra sao, thì chúng ta sẽ không quá đau lòng, quá thất vọng và mệt mỏi. Ý ông ta là vậy. Dấn, thưa sư phụ, điều này hơi khó hiểu. Con kỳ vọng rất nhiều rằng Thượng Đế nên điều hành tất cả những việc này. Nhưng con đang phải đối diện với rất nhiều khó khăn mà không thấy thuyên giảm gì. Và nó là một gánh nặng cho con. Con chỉ mong là Thượng Đế làm việc đó cho con. Sư phụ, ồ, quý vị không phải trông mong, mà là quý vị sai khiến Thượng Đế. Ngài sẽ không nghe theo. Chướng ngại và khó khăn có đó là để cho quý vị vượt qua, nhưng Thượng Đế sẽ định liệu kết quả. Quý vị phải luôn cố gắng hết mình, nhưng không kỳ vọng gì cả. Đó mới là sự kỳ vọng đúng đắn. Nếu quý vị kỳ vọng, nói rằng Thượng Đế, con để 100 đồng ở đây, và ngày mai con muốn được 1.000 đồng, như vậy không được, muốn nhiều quá. Thường thường chúng ta làm việc và kỳ vọng kết quả sẽ như thế này hay thế kia, nhưng nó không như vậy, rồi chúng ta thất vọng, buồn bã, đau lòng. Nhưng có thể như vậy lại tốt. Có thể kết quả thứ ba tốt hơn điều thứ nhất hay thứ hai mà chúng ta muốn. Biết đâu đấy. Chỉ cần cố gắng hết mình và khi lương tâm yên ổn, chúng ta có thể nói, con đã cố hết sức rồi. Và nếu kết quả không đúng như ý mình, thì thôi. Như vậy quý vị sẽ không cảm thấy gánh nặng. Quý vị không cảm thấy kiệt sức, không cảm thấy đau lòng. Quý vị có thể vẫn đau lòng, nhưng cuối cùng quý vị sẽ nhận ra rằng bất cứ gì xảy ra cũng đều tốt nhất cho chúng ta. Tôi có kể nhiều câu chuyện về việc hàng thuận thiên ý. Có nhớ câu chuyện Ấn Độ về một người đến xin ẩn náu tại một ngôi nhà kia trong lúc đang có chiến tranh, nhưng chủ nhà và người trong nhà đuổi ông ta ra đường. Họ không cho ông vào nhà họ trú ẩn, cho nên ông phải đi ra. Vừa đi, ông vừa trách trời Phật không che chở cho mình. Nhưng khi ông vừa bước ra khỏi căn nhà, thì căn nhà bị bom nổ. Một quả bom rơi trúng căn nhà. Ông là người duy nhất sống sót sau khi bị đuổi ra khỏi căn nhà đó. Chúng ta không bao giờ biết điều gì là tốt cho mình. Tốt hơn chúng ta nên cố gắng hết mình và chấp nhận bất cứ việc gì xảy ra. Nhưng lúc nào quý vị cũng phải cố gắng hết sức. Có thế quý vị mới cảm thấy an ổn và biết rằng quý vị đang thử nghiệm sức mạnh và trí huệ của mình. Chỉ khi nào tìm thấy Thượng Đế, chúng ta mới tìm được chân hạnh phúc và hòa bình, niềm vui vĩnh hằng ngay cả trong đời này và đời sau nữa. Để chúng ta không bao giờ, dù một giây phút trong đời, cảm thấy hoài nghi về sự hiện hữu của Thượng Đế. Chúng ta gọi Thượng Đế với nhiều tên gọi khác nhau. Chúng ta thờ phụng Ngài bằng nhiều kiểu khác nhau. Chúng ta gọi Ngài bằng nhiều ngôn ngữ, nhưng đôi khi chúng ta vẫn tự hỏi Ngài có hiện hữu hay không. Vì chúng ta cảm thấy Ngài không đáp ứng lời cầu nguyện của mình thường xuyên hay trực tiếp như chúng ta mong muốn. Không phải Thượng Đế không để ý lời cầu xin hay Thượng Đế không hiểu ngôn ngữ của mình hoặc không hiểu nhu cầu của mình. Chỉ là chúng ta không nhớ cách nói chuyện với Ngài, không nhớ liên lạc với Ngài ở đâu. Và điều gọi là tâm ấn chỉ là đánh thức lại ký ức này, sự tái câu thông với chân ngã của mình. Đó là Thượng Đế trong ta. Bởi vì Thượng Đế đã ở trong chúng ta rồi, cho nên việc nhớ lại
phải là ngay tức thì, và đó là như vậy, ngay tức thì. Giống như chúng ta có tiền trong túi hoặc trong ví, chỉ cần một giây là lấy ra được. Nhưng nếu chúng ta không nhớ để tiền ở chỗ nào, thì dĩ nhiên không tìm được. Tôi đi taxi đến đây, và tôi có tiền trong ví của tôi. Vì vậy, khi ông ta nói bao nhiêu tiền, tôi chỉ mở ví, lấy tiền ra đưa cho ông ấy. Giả sử tôi cố gắng tìm tiền khắp nơi, ở chỗ rộng lớn này, vì ở đây rộng lớn hơn, quý vị nghĩ tôi kiếm thấy không? Dĩ nhiên là không. Giả sử tôi đến ngân hàng, vì ngân hàng có nhiều tiền trong đó, tôi cũng không thể tìm thấy tiền của tôi, vì tiền đó không phải của tôi. Cho nên câu hỏi làm sao tìm Thượng Đế là tìm Ngài ở đâu? Nếu biết chỗ nào thì rất dễ, nếu không biết, dù chúng ta cố gắng tìm hàng trăm năm hoặc hàng ngàn năm, vẫn không được ích lợi. Tôi cũng từng tìm kiếm nhiều năm từ hồi còn trẻ, và tôi nhận thấy vô cùng tuyệt vọng, bởi vì nhiều kinh điển không nói cho biết cách tìm Thượng Đế, chỉ nói về những thánh nhân thời xưa. Những người thời xưa đã tìm được Thượng Đế và có thể nghiệm tiếp xúc với Thượng Đế thế nào, nhưng họ không nói cho biết làm cách nào, phương pháp để thực hiện, làm ở đâu và khi nào. Bây giờ tôi biết rằng con đường đến Thượng Đế không thể ghi chép bằng ngôn ngữ, không thể nói trong bất cứ công thức nào, mà linh hồn phải được đánh thức lại qua một linh hồn khác đã tỉnh ngộ rồi, qua một người khác đã nhớ lại Thượng Đế, đã tìm lại Thượng Đế và cách chúng ta tình cờ gặp được người bạn đó. Việc câu thông trở lại đó xảy ra trong khoảnh khắc nếu chúng ta muốn. Rồi trong yên lặng hoàn toàn, tất cả đều im lặng. Trong truyền pháp vô ngôn, chúng ta sẽ thấy Thượng Đế. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục liên lạc với Ngài mỗi ngày và mỗi khi mình muốn. Ở những nơi như nhà mình, trên xe buýt, trên phi cơ, trong taxi, trong công viên, bất cứ nơi nào quý vị chọn để yên lặng với Ngài. Nhưng dĩ nhiên chúng ta phải muốn Thượng Đế trên hết, phải thật sự thành tâm khẩn cầu, bằng không ngay cả trẻ nhỏ cũng có thể liên lạc với Thượng Đế mỗi ngày mà không cần phải nỗ lực gì cả. Sau khi tiếp xúc với Thượng Đế, chúng ta thấy đời mình đầy những thần kỳ và mọi việc sẽ xảy ra một cách màu nhiệm. Mọi việc sẽ được chăm sóc, mọi thứ sẽ tràn đầy tình thương, tràn đầy sự hài hòa, và linh hồn chúng ta sẽ tìm được sự an bình mà chúng ta chưa từng biết đến trước nay. Vì lý do đó, từ thời xưa, nhiều vị thánh nhân hiền triết đã từ bỏ cả thế giới vì niềm phúc lạc nội tại. Khi tìm thấy Thượng Đế, khiến họ mãn nguyện tới nỗi họ cảm thấy hầu như không còn cần gì khác trên cõi đời này, nhưng không có nghĩa là họ không thể sinh hoạt trong đời này. Nếu chúng ta chọn tiếp tục bổn phận của mình và thi hành bổn phận trên thế gian, thì vẫn có thể tiếp tục, và có thể tiếp tục một cách hăng hái hơn, một cách hết lòng hơn, một cách thương yêu và thông minh hơn nhiều. Bởi vì tình thương chúng ta tìm thấy bên trong quá tràn đầy, sự thanh tịnh chúng ta tìm thấy bên trong thật vững chắc, trường tồn tới nỗi chúng ta có thể gánh vác mọi khổ nhọc trên đời mà không cảm thấy hối hận, không cảm thấy mệt mỏi hoặc tìm cách bỏ chạy. Thật ra ý nghĩa của xuất gia không phải là trốn lánh thế gian, đó chỉ là xả bỏ, hoặc có lẽ muốn cống hiến trọn đời vào mục đích rộng lớn hơn, phụng sự nhiều người hơn, hay là phụng sự toàn thế giới, nếu được tự do làm vậy. Bởi vì sau khi biết Thượng Đế, sau khi biết trí huệ chúng ta luôn luôn có bên trong, dĩ nhiên chúng ta có thể phục vụ thế giới tốt hơn. Sẽ có rất nhiều khả năng tiềm tàng thức dậy bên trong chúng ta, rất nhiều tài năng được nhớ lại, rất nhiều chiều hướng và cách thức khác nhau để giải quyết vấn đề trên thế gian này. Chúng ta sẽ rất bận rộn, nhưng cũng rất tích cực chia sẻ với mọi người, đến nhờ mình giúp đỡ. Lời hứa của Thượng Đế với chúng ta. Vấn: mục đích của thiền là gì? Có phải để thấy Thượng Đế và thật sự cảm nhận Ngài trong tâm mình không? Sư phụ: dĩ nhiên, biết Thượng Đế và đạt được niềm viên mãn trong tâm, đó là mục tiêu của chúng ta. Và quý vị sẽ mãn nguyện trong lòng, tôi hứa như vậy, vì chính tôi đã thể nghiệm qua. Không có gì tuyệt vời hơn. Thánh Kinh có nói, có lợi gì nếu một người được cả thế gian mà đánh mất linh hồn? Tôi có thể xác nhận điều đó.
Tôi thà mất cả thế gian chứ không thể mất Thượng Đế lần nữa. Nhưng đó là phần tôi, còn quý vị phải chọn giữa hai bên. Thật ra cũng không cần chọn, quý vị vẫn có cả thế gian và Thượng Đế trong cùng một lúc. Đúng ra là phải như vậy. Hiện giờ chúng ta chỉ có thế gian mà không có Thượng Đế. Thật là đáng tiếc vì chúng ta có thể được cả hai. Chúng ta không phải từ bỏ thế gian để biết Thượng Đế, không. Thượng Đế tạo ra mọi thứ để chúng ta vui hưởng. Ngài tạo ra người nữ xinh đẹp để làm vợ quý vị, để quý vị yêu, cho quý vị những đứa con đẹp đẽ, dễ thương, để quý vị biết cách thương yêu, bảo vệ, hy sinh, để biết tình thương vô điều kiện là gì, để biết tình thương, hy sinh là gì. Thượng Đế muốn quý vị có tất cả những thứ này, nhưng nếu chỉ có thế gian mà không có Thượng Đế, thì chúng ta chỉ được phân nửa, thậm chí phân nửa cũng không có, chỉ được một chút thôi, vì chúng ta sẽ mất hết. Nhưng khi có Thượng Đế, chúng ta có được tất cả. Hãy tìm Thiên Quốc trước, rồi mọi thứ khác sẽ đến. Thượng Đế đã hứa như vậy ngay cả trước khi chúng ta sinh ra. Chúng ta đã quên, đó là điều đáng tiếc. Chúng ta phải đoạt lại sự vinh quang của mình, lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, bởi vì chúng ta làm chủ toàn cõi vũ trụ. Hãy làm một thánh nhân đồng thời hưởng thụ thế gian. Hãy làm một vị thánh đẹp đẽ, giàu sang. Khi mới khai ngộ một chút, tôi đã theo bước của các thánh nhân thời xưa, từ bỏ tất cả. Tôi không thích gì cả. Tôi không muốn bất cứ thứ gì, bởi vì những thứ này không còn hấp dẫn đối với tôi nữa. Nhưng Thượng Đế bảo tôi rằng, con phải có tất cả, phải có tất cả. Ta sẽ cho con tất cả, cho con nhiều hơn là những gì con ao ước, hơn là những gì con cần. Con phải cho thế giới thấy, ta là cha, ta có thể cho con bất cứ thứ gì, bất kể điều gì, kể cả giác ngộ. Con không phải từ bỏ gì cả để yêu thương ta, vì ta thương con, dù con thế nào đi nữa. Ngài bảo tôi phải làm. Tôi phải làm công việc một cách vẻ vang. Tôi nói, thưa cha, Ngài muốn sao cũng được, nhưng tôi thích giản dị hơn. Như vậy sẽ ít việc hơn. Nhưng Ngài muốn như vậy cũng được. Hơn nữa quý vị cũng thích tôi đẹp mà, phải không? Nhìn vui mắt hơn, phải không? Tôi nói với Ngài, nhưng thưa cha, các vị thánh ngày xưa như Phật Thích Ca, Chúa Giêsu, các ngài đều đi chân đất. Các ngài ăn mặc giản dị và đi khất thực. Tại sao Ngài lại muốn con có tất cả những thứ này? Như vậy có được không? Vì đa số người thế gian họ kỳ vọng hoặc họ đã quen với lối sống như vậy của các thánh nhân. Các ngài xả bỏ tất cả, không sở hữu gì cả, trong nghèo khó và đi chân đất. Thượng Đế bảo, không, không, thời đại này khác, phải tăng tiến. Con phải cập nhật phù hợp với thời đại. Thế là tôi có tất cả những thứ mà tôi không màng tới. Nếu gặp tôi ngoài đường, quý vị sẽ thấy tôi rất đơn sơ. Nhưng tôi có máy truyền tin, điện thoại, fax, điện thư, đủ mọi dụng cụ tâm linh. Tôi có rất nhiều vũ khí tâm linh. Một tay cầm điện thoại, tay kia cầm điện thoại di động, rồi fax, rồi điện thư. Ồ, cũng vui. Một mình tôi có ít nhất 6 cái điện thoại. Mỗi quốc gia, mỗi số khác nhau. Thỉnh thoảng có cái bị hư, tôi phải lấy cái khác. Máy nào bị hư thì có cái khác phòng hờ. Nếu không, tôi không thể chu toàn công việc này theo cách Ngài muốn. Linh hồn và lực lượng Kitô. Vâng. Thưa sư phụ, con có câu hỏi về Ngài Ramakrishna. Ngài vãng sinh vào năm 1864. Ngài nói rất nhiều về Thiên Chúa Giáo. Có người nói với con là Ngài Ramakrishna là Chúa Giêsu, có đúng không ạ? Sư phụ, nếu đúng thì sao? Cả hai đã đi rồi mà. Gì con cần biết? Anh cần biết hả? Nghe này. Mỗi vị chân sư đều nói cùng một giáo điều. Giêsu, Đức Phật, Tiên tri Mohammed đều nói cùng một giáo điều. Đạo sư Nanak cũng vậy. Anh không hỏi về con người Giêsu mà hỏi về lực lượng Kitô, thì Ngài là Kitô. Ngài có cùng lực lượng Kitô giống như Chúa Giêsu vậy. Có phải anh muốn hỏi vậy không? Như nhau. Không phải người mang tên Giêsu mà là Đức Kitô. Đức Giêsu Kitô, lực lượng Kitô. Cái túi khác nhau thôi.
Giống như đôi khi quý vị để quần áo vào cái túi khác, hôm khác quý vị lại để vào cái túi khác nữa, cũng quần áo đó thôi. Có vị tái sinh trở lại cũng linh hồn đó. Ví dụ, nếu Giê-xu có một linh hồn cá thể, nhưng Ngài cũng có lực lượng Kitô để trở thành Chúa Giê-xu Kitô. Và Phật là một linh hồn cá thể, nhưng Ngài cũng có lực lượng Kitô, nên Ngài thành Phật. Nếu cả hai rời khỏi thế giới này, trở về có thể là cảnh giới thứ năm hay cao hơn, thì họ vẫn giữ linh hồn riêng của mình. Nhưng lực lượng Kitô sẽ truyền sang một người khác ở địa cầu. Lực lượng Kitô không phải chỉ có một mà có thể cùng lúc ngự ở những tinh cầu khác nhau, có những minh sư khác nhau, thân thể khác nhau. Trừ khi như Giê-xu, các ngài trở về nơi cao hơn cảnh giới thứ năm và hợp nhất trở lại với Thượng Đế, thì khi đó không còn linh hồn cá thể nữa. Rồi một vị minh sư khác sẽ tái sinh, nhưng không phải là linh hồn Giê-xu này tái sinh. Ai tái sinh không thành vấn đề, miễn là họ có lực lượng Kitô này, thì họ có thể làm việc tốt. Công việc Thượng Đế giống nhau thôi. Tìm Thượng Đế là thú tiêu khiển vui nhất. Tìm Thượng Đế cũng là một thú tiêu khiển đối với sư phụ, đó là một thú tiêu khiển. Một thú tiêu khiển rất vui. Hiện nay con người có nhiều thú tiêu khiển khác nhau, nhưng thú tiêu khiển vui nhất họ lại quên mất. Đó là làm sao để tìm được Thượng Đế, làm sao tìm ra Phật tánh bên trong. Tìm Thượng Đế không khó bằng đi kiếm tiền, sư phụ nói cho quý vị hay. Chúng ta làm việc cực khổ 8 đến 10 tiếng mỗi ngày, nhưng rồi tiền sẽ tiêu hao rất mau nếu chúng ta không cẩn thận. Cho dù chúng ta cẩn thận cũng chỉ tạm đủ dùng và để dành được chút đỉnh cho lúc tuổi già, ngoài ra không hơn gì cả. Nhưng nếu chúng ta tìm được thiên quốc, nó sẽ tồn tại đời đời. Bất cứ sự thông minh, trí huệ, hạnh phúc, nguồn vui nào mà chúng ta tìm thấy sẽ vĩnh viễn là của chúng ta, không bao giờ bị ai lấy mất. Và rồi ngay cả lợi ích về vật chất cũng sẽ đến theo. Cho nên Kinh Thánh có nói, con hãy tìm thiên quốc trước rồi mọi thứ sẽ được thêm vào cho con. Đó là lý do người thời xưa biết hạnh phúc vĩnh hằng ở đâu, nên họ tu đạo, thực hành đường lối Phật giáo hay Thiên Chúa giáo. Trích đoạn các bài giảng của Master Thanh Hải Vô Thượng Sư trong các bản tin và trong các buổi trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư.